để biết được đàn ông thích nghe gì từ phụ nữ, khó hay dễ. Chị em phụ nữ, ai cũng muốn được nghe những lời ngọt ngào từ người đàn ông của mình. Vậy còn ngược lại thì sao? Đàn ông thích nghe gì từ phụ nữ? Họ mong muốn được đắm chìm trong những lời nói thế nào từ người bạn đồng hành của đời mình? Không chỉ có phụ nữ thích nghe những lời ngọt ngào từ người đàn ông của mình, mà ngược lại, đàn ông cũng thế. Vậy thì đàn ông thích nghe gì từ phụ nữ? Hãy cùng chúng tôi điểm qua vài câu nói hay dưới đây để ghi điểm trong mắt chàng nhé. Bật mí điều đàn ông thích nghe từ phụ nữ. Thứ nhất, em yêu anh. Không thể phủ nhận được, đây là câu nói nằm trong top đầu danh sách những điều đàn ông thích nghe từ phụ nữ và là lời ngọt ngào nhất hiện diện trong tim của họ. Thường phụ nữ sẽ nghĩ rằng chỉ có vai yếu sẽ thích nghe những lời yêu mềm mại, ngọt ngào như thế này, mà không nghĩ rằng với tình yêu, sự mưu cầu hạnh phúc từ những câu nói này của cả hai phái đều là bình đẳng. Những lời ngọt ngào từ bạn đời của mình sẽ giúp cho đàn ông cảm thấy tình cảm dạt dào và cảm nhận được sự yêu thương trong chính cuộc tình của mình. Thứ hai, em tin vào anh. Đôi khi, những câu nói yêu thương sẽ không đem lại sức mạnh cổ vũ tinh thần bằng những câu nói đặt nặng sự tin tưởng của bạn đời lên chính người đàn ông. Với họ, sự yêu thương và tin tưởng sẽ là sức mạnh để họ có thể đương đầu với những khó khăn, thách thức trong cuộc sống và công việc. Câu nói này chính là chìa khóa cho thắc mắc đàn ông thích nghe gì từ phụ nữ đấy chị em. Chắc chắn câu nói yêu thương này luôn là những câu nói hay nhất đối với vấn đề đàn ông thích nghe từ những người phụ nữ trước và trong giây phút thăng hoa khi bên nhau. Vào thời điểm đó, nồng độ oxytocin, một loại hormone giúp tăng cường cảm giác tin tưởng, tình yêu và sự thân mật nứa đôi. Đây là thời điểm tốt nhất để thì thầm những lời ngọt ngào và cũng là thời điểm lý tưởng để nói cho anh ấy biết bạn muốn gì. Thứ ba, anh giúp em trở thành một người tốt hơn. Đàn ông thích nghe gì từ phụ nữ của mình hơn việc chính bản thân họ đã có một ảnh hưởng tích cực với người bạn đồng hành trong mọi khía cạnh cuộc sống của họ. Giúp đỡ họ có một cuộc sống tốt hơn, trở thành một con người tốt hơn. Đừng nghĩ rằng đàn ông chỉ quan tâm đến những thành tựu to lớn ở bên ngoài mà quên mất rằng bạn cũng chính là thành tựu mà chàng luôn tự mình chăm sóc và giúp đỡ nhé. Với đàn ông, được nghe rằng bản thân mình đã có một sức ảnh hưởng to lớn giúp thay đổi người phụ nữ của họ chính là điều đàn ông thích nghe nhất đấy. Thứ tư, không phải lỗi của anh đâu. Chúng ta ai chẳng có ngày giông bão với những sai lầm khiến bạn cảm thấy buồn bã, mệt mỏi. Thế nhưng, việc chút giận lên người đàn ông của mình sẽ chỉ khiến họ hoang mang và khó hiểu về phụ nữ. Việc chia sẻ về nỗi buồn hay thất vọng và giải thích với bạn đời của mình sẽ giúp cho họ cảm thông và thấu hiểu chị em chúng mình hơn nhiều. Dĩ nhiên, họ sẽ luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt để bảo vệ bạn khỏi những nỗi buồn, nhưng chỉ với câu nói này, chàng sẽ càng thêm chìm đắm trong tình yêu với bạn và nó sẽ giúp chàng cố gắng hơn trong việc chăm sóc cảm xúc của cả hai. Ngoài ra, điều này còn giúp bạn thể hiện tính cách tốt bụng của mình đấy. Thứ năm, em hạnh phúc vì tình yêu của anh. Còn gì tuyệt vời hơn một tình yêu với cảm xúc đong đầy và cả hai cùng hạnh phúc vì tình yêu của đối phương dành cho mình cơ chứ? Các bạn đừng tưởng tượng những điều đàn ông thích nghe từ phụ nữ là những điều gì to lớn, cao siêu. Với họ, những câu nói mang đầy cảm xúc của tình yêu là liều thuốc hoàn hảo nhất. Hạnh phúc vì tình yêu của người đàn ông đem lại chính là sự tin tưởng tuyệt đối, toàn tâm toàn ý với những cảm xúc mà họ đem lại. Chính vì thế, đây chắc hẳn
cũng là một câu nói ghi điểm tuyệt đối với câu hỏi đàn ông thích nghe gì từ phụ nữ của chị em chúng mình. Thứ sáu, em nghĩ anh tuyệt nhất khi là chính mình. Trở nên hoàn hảo trong mắt người mình yêu là điều ai cũng muốn. Nhưng liệu rằng bạn có chắc chắn rằng chàng chưa từng thấy tự ti trước bạn khi nhắc về những người đã cũ của bạn hay những vệ tinh bất thình lình xuất hiện hay chưa? Dĩ nhiên, ai cũng có những mặc cảm không thể nói ra. Và câu nói này có thể giúp chàng đánh bay sự tự ti đấy nhé. Bạn cứ thử vào một lúc nào đó khi chàng đang cảm thấy hoang mang về bản thân và cổ vũ như thế này mà xem. Chắc hẳn chàng sẽ cảm thấy thoải mái ngay vì nhận được những lời ngọt ngào từ bạn đấy. Thứ bảy, hãy cứ thoải mái khi đi chơi cùng bạn đi anh nhé. Dù chưa có yêu nhau cách mấy thì ai cũng cần không gian riêng cho bản thân. Và chàng cũng thế bạn nhé. Lúc này câu nói trên chắc chắn sẽ hoàn toàn ghi điểm trong mắt chàng mỗi lúc có hẹn đi chơi cùng hội anh em chí cốt. Đây chắc chắn là một trong những điều mà chàng thích nghe nhất. Nó không những thể hiện rằng bạn có quan tâm đến chàng mà còn dành sự tôn trọng cho không gian riêng tư của đôi bên nữa. Để biết được đàn ông thích nghe gì từ phụ nữ cũng không quá khó phải không nào? Thứ 8, em xin lỗi. Tranh cãi là chuyện luôn xảy ra với mọi mối quan hệ. Tuy nhiên, nếu bạn cứ giữ khư khư suy nghĩ con gái luôn đúng, đôi lúc sẽ khiến cho mối quan hệ của cả hai vô cùng mệt mỏi. Tuy rằng con gái luôn có những đặc quyền được chiều chuộng, nhưng nếu như bạn cứ giữ khư khư suy nghĩ là con gái thì luôn đúng, sẽ rất dễ làm đổ vỡ mối quan hệ dù cho tình yêu có đậm sâu đến thế nào. Đôi khi lùi một bước cũng giúp cho mối quan hệ có thể được an toàn, và chàng cũng sẽ hiểu cho bạn hơn là việc chúng ta cứ cố chấp để giành phần thắng về mình. Chẳng cần những câu nói nồng nàn từ người phụ nữ họ yêu, mà đôi lúc đàn ông thích nghe gì từ phụ nữ cũng chỉ đơn giản thế này thôi. Thứ 9, điều em muốn là. Con gái ai cũng thích được quan tâm và hiểu ý dù không thể hiện ra. Thế nhưng không phải lúc nào chàng cũng có thể hiểu được những điều bạn không nói. Thay vì cứ để chàng phải đoán ý bản thân trong mơ màng, thì bạn có thể chủ động bày tỏ bản thân muốn điều gì hoặc không muốn điều gì. Thẳng thắn thật sự rất có ích trong việc xây dựng niềm tin giữa đôi bên. Những lời ngọt ngào không nhất thiết phải là những lời thủ thỉ về tình yêu đôi nữa. Đôi lúc đàn ông thích nghe gì từ phụ nữ lại không phải là những lời đường mật, mà đơn giản chỉ là những lời bày tỏ thẳng thắn những mong muốn đến từ người phụ nữ họ yêu mà thôi. Thứ 10, hãy để em thanh toán. Chuyện tiền bạc giữa những cặp đôi luôn là vấn đề nhạy cảm, cho dù đã kết hôn hay chưa. Phụ nữ xưa nay luôn được phái nam chiều chuộng trong mọi cuộc hẹn hò, nên có lẽ không biết rằng chỉ với một câu nói này thôi cũng đủ khiến cho các chàng cảm động không ngớt. Đàn ông thích nghe gì từ phụ nữ và những câu nói nào sẽ đánh vào tâm lý chàng luôn là ẩn số với phái yếu. Vì họ hầu như rất hiếm khi thể hiện bằng lời nói rằng mình muốn được nghe những điều đấy. Nhưng với những chia sẻ đến từ người trong cuộc thì rõ ràng những lời nghe tưởng chừng như rất nhỏ nhặt lại là những lời ngọt ngào đối với cánh mày râu đấy chị em ơi. 11. Anh có thể giúp em được không? Chắc hẳn với sự bình đẳng giới hiện nay, chuyện đàn ông có thể làm thì phụ nữ cũng thế, hầu hết là mọi chuyện. Thế nhưng trong một mối quan hệ, nếu bạn tỏ ra quá độc lập, đôi lúc cũng sẽ làm cho người đàn ông của mình cảm thấy cô đơn và bất lực trong mối quan hệ. Đấy nhé, chuyện nhờ chàng làm một điều gì đó cho mình lại đánh trúng tâm lý những điều đàn ông thích nghe từ phụ nữ. Hầu hết phái mạnh đều có riêng một niềm tự hào khi được giúp đỡ người phụ nữ của mình. Chính vì thế mà thỉnh thoảng bạn hãy tự nhiên sử dụng quyền lợi rất đáng yêu để giúp chàng thấy được tin cậy hơn nhé.
12. Đêm qua anh tuyệt vời lắm. Những giây phút thăng hoa bên nhau luôn là những kỷ niệm không thể quên được với những cặp đôi. Chàng sẽ cảm thấy được tiếp thêm năng lượng nếu bạn dành lời khen có cánh như thế này cho chàng vào buổi sáng sau một đêm nồng nàn tuyệt vời bên nhau. Đàn ông thích nghe gì từ người phụ nữ của họ không ngoài những lời khen về khả năng giường chiếu, vì đó được xem như một lời bảo chứng cho mối quan hệ thêm gắn bó bền chặt. Những lời nói ngọt ngào này từ bạn chắc chắn là đáp án tuyệt vời cho câu hỏi đàn ông thích nghe gì từ người phụ nữ đấy nhé. Trên thực tế, những câu nói ngọt ngào thể hiện tình yêu với chàng luôn khiến cho chàng thêm say trong men tình và tăng độ gắn bó bên nhau. Chúng tôi tin rằng bạn đã tìm thấy bí quyết để giải đáp câu hỏi rằng đàn ông muốn nghe gì từ người phụ nữ rồi, đúng không nào?